Đây là căn nhà mình đến để review cô chú bác. Bốn ngủ hai tắm. Rộng 2034 square feet, bill năm bill là 1972. Đất là 6 ngàn mấy cô chú bác. À, đất là gần 6 ngàn. 5990 đất là 5998 cô chú bác nha. Và đây là cái người đại diện bán căn nhà này cô chú bác. Hello, xin mến chào cô chú bác và anh chị em trở lại với kênh của Hoàng Family TV. Hôm nay cô chú bác và anh chị em cùng mình đi đến xem một cái căn nhà tại thành phố Fountain Valley. Hiện tại giờ là mình đang ở trên cái con đường sắp vào cái căn nhà mà hôm nay mở cửa để cho tất cả mọi người đến xem cô chú bác nhé. Cái căn nhà này thì nằm ở Fountain Valley thì mình thấy cái giá nó cũng tương đối ok. Và căn nhà thấy người ta sửa sang lại cũng đẹp, cho nên là mình muốn đến đây để chia sẻ căn nhà này để gửi đến cho cô chú bác và anh chị em. Cái khúc này rất là tiện cô chú bác. Fountain Valley nó nằm sát bên là Westminster, nằm trên đường Bootsa và gần cái đường Edinger cô chú bác. Một cái địa điểm chỗ này là hiện tại giờ thì theo mình biết chỗ này là 50-60% là người Mỹ sống cô chú bác nhé. Việt Nam mình nghĩ chắc có lại 40% thôi. Đây giờ trừ đang trong cái khu này thì mình thấy đường xá là phải nói là quá sức là rộng rãi đẹp, và nhà nào nhà nấy nhìn rất sạch sẽ cô chú bác nhé. Đây mình chạy từ từ để cho cô chú bác ngắm những cái căn nhà đẹp. Mình biết căn nhà này là nhà Việt Nam, nhà bên trái á, cái kiểu nhà có mấy con sư tử ở trước đó, cô chú bác. Đó. Khu này thì mình giống như mình nói đó, chắc có lẽ 50-50 Việt Nam với Mỹ. Nhưng điều những cái căn nhà mà ở đây mà bán đa số là Mỹ bán để người ta dọn đi tiểu bang khác, hoặc là người ta có thể dọn đi một cái thành phố nào đó cách đây tiếng mấy hai tiếng đồng hồ cô chú bác. Hình như nằm để coi nè, đây nằm bên phải bên đó đây cô chú bác này. Đây căn nhà này cô chú bác nhé. Ừ, căn nhà này thì theo mình biết chắc có lẽ là người ta đã sửa lại rất nhiều rồi nè. Rồi giờ mình đậu xe rồi mình vào đó mình chia sẻ. Nhà này có double door nha. Đây đang đứng trước mặt căn nhà cô chú bác. Mái mới này, sơn mới này. Cũng cái nhà này đậu xe gara một bên, là mình cũng thích gara một bên nhé. Và có đậu xe chỗ này 3-4 chiếc. Rồi giờ đi vào cùng mình nhé. Trần cao của cho bác nhé, trần cao này. Đây là cái phòng khách, người ta cũng có sofa, có tivi. Nhà này sáng sủa ghê nhé. Vô cái căn nhà thấy mát mắt liền. Vô căn nhà thấy mát mắt liền. Đúc bộ đo nữa. Ở đây cũng là một cái này nó gọi là bàn ăn đấy cô chú bác. Cũng rất là gọn gàng. Nhà có đúc bộ đo nhìn thoáng gì sợ. Và đây là cái giống như là cái phòng office. Đại khái là phòng ngủ cũng được mà. Office cũng được, phòng ngủ cũng được. Nếu mà nhà đông con. Cái phòng này mình có thể là dùng làm phòng ngủ hoặc là cái office của cho bác. Rất là gọn gàng. Master nó giống như là một cái resort. Vậy hả? Giống như là ở Việt Nam bây giờ hay nói cái từ là chữa lành. Chỗ này nó giống như là cái chỗ mình chữa. Dạ đúng rồi chị. Anh thấy cái phòng khách này này cũng rất là hay. Cái nhà này thì không lớn đâu. Đúng so với những nhà của em bán là nhà không lớn, nhưng riêng cái phòng master của này thì cái là em cũng lần đầu tiên em thấy luôn. Phải không? Mới học trời trên mạng. Vậy chút thôi. Chữa lành đúng không anh? Cái gì em nói gì chữa lành? Đi chữa lành nó kêu là đi nghỉ dưỡng anh, kêu là mình đi resort rồi đó, đi nghỉ dưỡng nó kêu là đi chữa lành. Hà em thấy cái không gian của bếp với là những cái cabinet trong nhìn rất là cái màu rất là
là hợp với là cái nước sơn mà cái người mà decorate của cái căn nhà này cũng có cái cặp mắt phải nói là rất rất đơn giản mà nó rất là hay. Đó, mộc mạc thôi. Đơn giản, đơn giản thôi. Không có rực rỡ. Thì đúng nè, giờ trừ nếu mà có 2-3 người chỉ có ngồi đi ăn thôi, đâu đúng cần rồi, phải dọn ra bàn đâu. Đó, rồi ăn ở đây nhà nấu rồi. Rất là tiện lợi luôn. Cái này cũng như là nhà có tiệc là cứ bày đồ ăn đó. Đó đó đó. Thì đó ok. Hai anh nhìn nè, đó, rửa tay đây. Rồi đồ ăn là sắp xếp lên trên này hết. Đó. Hoặc là ví dụ như là có tiệc gia đình mà mua ăn lẩu, ăn barbecue gì đó là cứ làm cái một. Dạ đúng rồi đó. Điểm nhấn nhà này là phòng master. Vậy hả? Ồ từ từ cái đó mình vô cuối. Nghe nói phòng master đẹp lắm cho nên vô cuối. Ồ cái chỗ này là cái phòng giặt nhé. Chỗ này phòng giặt này. À, đây hai xe gara này cũng sạch sẽ luôn nghe, gara gọn gàng hết trơn luôn rồi đó. Gara gọn gàng hết trơn luôn rồi, chỉ cần về đóng drywall lên là đẹp thôi này. Ừ. U gara có cái cửa sổ luôn rồi, nhìn ra trước. À, cái nhà này là cửa sổ, à cái cửa gara một bên. Gara một bên, anh là anh thích cái gara nằm một bên vậy đó. Là vì mình có thể là sinh hoạt được trong gara, mình dựng cái gara này để sinh hoạt là được luôn đó. Nếu mà không có đỗ xe thì có thể làm lại một cái phòng mà giống như là... Phòng ngủ này cũng là cái diện tích cũng đúng như vậy là bự đó. Diện tích như vậy là ok đúng đó. Cửa sổ bự này ha. Cửa sổ nó bự thì là cái phòng nó thoáng, cửa sổ bự. Thì closet có kiến luôn rồi này. Nhà này là 4 phòng. Anh cái này giống như máy lạnh này, đúng không? Máy lạnh đó. Phòng này thì nhỏ hơn phòng kia chút xíu. Giờ chờ nãy giờ để vào cái master này. Trần cao. À, chút chéo ha. Trần cao. Đó. Rồi ngay trên cái đầu giường á. Có cái cửa sổ dài dài. Đó, đó có cái cửa sổ được chưa? Ta làm cho nó thoáng. À. Thoáng mà nhìn nó có ánh sáng trời nữa. Trần cao. Đẹp á. Ồ, cái master, trời ơi, master bự ghê luôn nè. Trần cao là nhìn cái phòng nó thoáng lên. Cái màu sơn của cái master. Em nói nó là giống như là một cái resort ảo đảo, anh nhìn nè. Wow. Đi ra đằng sân sau luôn. Wow. Đúng là phải nói là lâu lâu nhìn được cái nhà có cái phòng master, đúng là vào cái là đập vô mắt liền. Này anh nhìn cái không như em thấy cái master mà cái chỗ mà rest chỗ toilet này. Với cái phòng mà với cái chỗ cái sinh rửa mặt này. Cái diện tích của nó quá sức là lớn luôn. Chưa bao giờ em thấy cái shower nào mà nó bự như cái shower này. Ừ, cái này tắm cả chục người á. Cái shower này là quá là bự. Ờ rồi. Sao căn nhà này cái phòng master nó làm lớn ghê luôn nhỉ? Nhìn nè. Master làm cái full bath cho không tôi. Có cửa. Ủa cái này closet hả? Ở cái walk in hả? Trời ơi, nó bằng sắp bằng nửa phòng ngủ luôn. Ừ. Wow. Trời ơi. Đây anh đoán cái này là cái cửa nào ở đâu? Em đoán cái cửa này nằm ở đâu? Để không chờ xíu, không có cửa. Không có cửa. Bên kia kìa. Đây, đi vô đây. Wow, cái phòng master này. Đây, không cần cửa. Tính ra cái nhà này nha, nếu mà người ta không có dùng cái master bờ vậy á, là người ta làm thành 5 phòng á. 5 phòng ngủ đó, chứ không phải 4 phòng ngủ đâu. Cái shower của nó là đi vô đây, không có cửa. Wow, nhưng điều đặc biệt một cái nữa là có một cái lối đi ra phía sau. Mà đằng sau á, làm cái tường cao hết rồi. Không có ai nhìn vô được cái trơn này, khá là nghe. Đây cái phòng master phải nói là ít khi mình nhìn thấy cái căn nhà mà gần 1.500 square feet mà cái phòng master kiểu này là rất là hiếm thấy luôn các bác nhé. Ủa cái phòng này tắm chắc không muốn ra quá. Nhìn làm rất là lớn á. Chiếm trong này mà cũng tách biệt nha. Vì cái này với cái closet thôi. Đây nhìn nè, đây học đứng lại biết này, thấy không? Cái tay đây nè. Hơn một cái cánh tay người, nó bự như mức độ là hơn một cánh tay người luôn. Thì đó, cái này rộng, lớn hơn một cánh tay. Men. Thấy không? Nè,
để mà em để cái tay thang không? Mà mình làm cái gạch này cũng sạch sẽ này, sạch sẽ. Không phải màu trắng. Ủa cái này tắm cho hai người luôn, có hai phòi tắm. Không, cái này là tắm cái kiểu mà ông đây nè, hai cái phòi nè, thấy không, một cái nè, bên này cái là hai cái nè. Biết là sao họ làm hai cái thì em không hiểu. À, hai cái luôn. Wow, rồi người ta trang trí làm cho cái master này càng nhìn hấp dẫn hơn rồi nha. Đầu kia người ta cũng khăn khít, ít khi thấy kiểu này ha. Kiếm mà người ta làm cái này hay, làm cho cái căn nhà nó rất là mà cho nên đặc biệt cái master mà có lối đi ra ngoài phía sau rồi chứ. Wow, còn đây phía sau mình ra cái là thấy cây chanh lên này. Ồ, thấy cây chanh. Ồ, bên kia là cây gì, cây chanh hay cây bưởi vậy nè. Wow, máy lạnh bự đồ mới hết trơn nha. Nè, bên này có cái không gian lối đi riêng bên này được này. Nếu mà mình muốn đi bên này được. Wow, đổ xi măng đổ hết trơn luôn rồi, cửa sổ mới hết. Anh nhìn mấy cửa sổ kìa, mới hết trơn á. Tốt tới đầu kia người ta đổ xi măng hết trơn luôn. Cái máy lạnh cũng mới luôn nè. Cây này cây chanh mà rụt ra quá trời cơ trái luôn nè. Chanh hay là cái quýt? À, không biết chanh hay là quýt. Anh nghĩ chắc quýt quá. Nhiều lắm. Cây này là cây chanh chắc chắn rồi nè. Cái này như quả bưởi đúng không? À, cái này thì đừng có hái nghe, hái là bị bà con la đó. Nói đùa thôi con chú bác. Họ làm, họ đổ này hết rồi. Ở trên này rất sạch sẽ, căn nhà rất sạch sẽ luôn. Đây nó có thêm một cái thang. Cây này đúng cây chanh hả này? Chanh này, em nhìn trái quá trời vì cái màu, cái màu xanh đó. Nó hơi dài dài. Cái màu xanh đây nè, nhìn nè. Đây nè. Cái xanh, cái quả cái gì nó còn to. Ở đây có cái... Patio, wow. Không gian phía sau nhỏ nhưng đều... nó rất là gọn gàng luôn. Không có quá nhiều diện tích chỗ này để cái bàn nữa là ngồi ăn cơm phía sau này. Diện tích thì nó vì nhà đất 6,000 thôi. Nhưng điều người ta làm rất là mà ưng ý luôn. Em thấy căn nhà nó nhỏ mà gọn. Nhỏ mà gọn. Tận dụng hết tất cả những cái gì họ có để mà làm cho cái không gian nó nhiều cái tính năng hơn. Bên này có cái lối đi riêng này nhé. Hai bên luôn. Hai bên này, hai bên đều đi được luôn nè. Ủa, này giống như cái này là cái bếp này. Chỗ này hình như giống như right to. Cái bếp này ta làm cái này này. Có thể đun đồ ăn ra đây. Anh cứ làm cái bức tường cao hết lên nè. Ta làm thêm cho nó khuất đó. Bên cái nhà bên hông này cây cối cũng nhiều ghê, đẹp ghê. Chứ là nhìn không có... Wow. Cái ghế này không gian cái chỗ này làm đẹp. Đây là cái công ty mà remodel lại cho cái căn nhà này. Cái công ty này rất uy tín của chú bác nha. Sau khi mà mình coi xong cái căn nhà, phải nói là căn nhà đó mình rất là hài lòng cô chú bác. Căn nhà đó rất là ưng ý luôn. Sau khi coi xong thì mình cũng muốn đi một vòng xung quanh những cái căn nhà đó để mình chia sẻ cho cô chú bác biết được là cái neighbor này, là mình khen cái neighbor này, nhà xung quanh của căn nhà đó rất 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 là ok luôn. Hàng xóm rồi đường xá, phải nói là căn 10 căn thì mình nhìn thấy hình như cả 10 căn đều bắt mắt và đều hài lòng cô chú bác nha. Đó là mình nói ở ngoài thôi nha. Đó. Nhìn rất là đẹp, người ta làm nhà rất đẹp cô chú bác. Cho nên mình nói mua nhà cũng quan trọng cái neighbor lắm. Mình đang chạy từ từ xung quanh cái căn nhà đó để trong cái xóm của căn nhà đó để chia sẻ cho cô chú bác đây này. Tại vì mình thấy cái khu này nó yên tĩnh và nó đẹp. Cho nên mình phải làm thêm vòng nữa để cho cô chú bác nhìn thấy. Rồi sau đó thì mình sẽ đậu lại gần căn nhà đó tiếp để mà mình chia sẻ. Và theo cái cách nhìn của mình đối với căn nhà đó từ và mình sẽ giải thích cho cô chú bác biết là căn nhà đó từ ngoài vô trong như thế nào và ở trong như thế nào. Đó là cái cách suy nghĩ của mình và cái cách nhận xét của mình cô chú bác. Đó, cô chú bác nhìn này, rất sạch sẽ, đường xá xe cộ đậu rất là ít luôn.
giờ mình đậu xuống để mình không lái xe khi mình nói, khi mình nói chuyện mình không có lái xe của chú bác. Rồi sau khi mình xem xong cái căn nhà này, hôm nay mình đi vào cái căn nhà này, mình ở lại trong căn nhà đó rất là lâu. Mình nói chuyện với cái người mà realtor đại diện bán cho cái căn nhà đó, thì mình thấy cái căn nhà đó, trước tiên mình nói cái giá trước cô chú bác nha, cái giá là 1.475.000. Để mình nhận xét về cái giá trước rồi mình sẽ tiếp tục nói về ở phía trong nhà. Cái giá 1.475.000 so với mình á, với thì giống như cái thời điểm hiện tại giờ á, mà nói luật đổi mới hoặc cái này kia thì cái đó mình không có bàn tới cái đó. Nhưng điều mình biết được cái căn nhà này á, là người ta mua trên 1.500.000. Đó là mình nói với cái kinh nghiệm của mình, với cái nhận xét của mình. Đó, là mình biết căn nhà này sẽ bán trên 1.500.000. Thay vì đã 1.475.000 rồi, căn nhà này có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng là 2.034 square feet, đất thì 6.000 square feet, thiếu mấy chục nữa thôi là 6.000 square feet cô chú bác. Và cái căn nhà này á, là mình nói là một cái công ty mà người ta chuyên mua nhà, người ta remodel lại để mà người ta bán. Nhưng cái công ty này mình biết là cái công ty rất uy tín, mà khi mà người ta đã làm một căn nhà, người ta làm rất hoàn hảo, đồ người ta không bao giờ để những cái đồ mà bèo rẻ vào cô chú bác. Mình khi mình đi vào những cái căn nhà mà mình thấy những cái đồ có giá trị á, là mình đứng lâu hơn xíu và mình có thể ngắm và mình tìm hiểu là những cái đồ này nó đắt hay rẻ. Đó là cái cách của mình vậy. Còn những căn nhà mà mình nhìn vô mình biết liền là mình không cần bàn tới nữa. Cái căn nhà này tính ra là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhưng cái căn nhà nó đặc biệt một cái á, là vô một cái trước mặt nhà người ta đã làm gọn gàng sạch sẽ, trên đổ xi măng hết trơn rồi. Mà cái căn nhà này là gara nằm một bên, cái gara nằm bên là mình khoái lắm. Mình có thể trơn cái gara đó thành một cái ADU. Nhưng điều Fountain Valley thì người có tiền mua ở đây thì người ta ít khi mà người ta trơn lại thành cái ADU của chú bác. Người ta có thể dùng cái gara đó người ta làm lại cho nó đẹp đẽ, rồi người ta có thể là một cái nơi sinh hoạt đó. Rồi cái sân trước thì người ta đổ xi măng hết trơn rồi. Thì căn nhà này có double door, khi mà đi vô cái Fountain Valley là không cần phải mở máy lạnh cô chú bác nghe. Mở cái cửa trước là phải thoáng luôn. Rồi cái phòng khách, cô chú bác để ý cái phòng khách mà nó có một cái kiến thật là to. Thì cái đó theo cái kinh nghiệm của mình nhận á, mình nhìn á, là cái kiến, cái chỗ đó là hồi xưa á, là một cái cửa sổ nhỏ thôi. Rồi người ta đập xuống, rồi người ta làm thành một cái cửa sổ kiến, không cái đó không mở vô mở ra được. Nhưng điều nhìn ở trong, mà ngồi ở trong nhìn ra thì có những cái căn nhà mà nằm đối diện với căn nhà đó, những căn nhà đó rất là đẹp, rất sạch sẽ. Cho nên cái người mà design cái căn nhà này á, là người ta có cái ý tưởng là người ta phá cái cửa sổ đó đi, người ta build thành một cái kiến, nó gọi là custom build đó, là cho nên làm cho cái căn nhà rất rộng rãi và cái double door nữa. Rồi còn nói về đi vô trong cái bếp thì thực sự mà nói là nó không phải lớn mà không phải nhỏ, nhưng điều người ta làm rất rất là gọn, và tất cả những cái đồ đạc trong bếp mình nhìn thấy rất hài lòng. Người ta phối màu, rồi người ta làm cái rent đây cô chú bác, chỗ cái bếp đó rất là gọn gàng luôn. Cho nên cái căn nhà này người ta, mình thấy cái người mà cái cách nhìn để mà người ta design ra cái căn nhà này làm sao mà để cho nó thứ nhất là dễ coi, thứ hai là căn nhà vô open nữa cô chú bác. Rồi cái căn nhà này thì nói đúng ra là có 4 phòng ngủ, nhưng điều trong đó người ta lấy một phòng để mà làm cái office. Thì Fountain Valley mà nếu mà căn nhà như vậy thì coi như hai vợ chồng hai đứa con thôi, còn một cái đó làm office là cái đó là cho cái căn nhà nó trở nên đẹp hơn. Còn những cái phòng ngủ phía trong á, thì mình thấy cái kích thước của nó là ok, không lớn không nhỏ, mà người ta đã sơn và làm lại hết trơn rồi, rất là không, mình về không cần phải làm gì hết. Nhưng khi đi vào trong cái master, thực sự mà nói cái master đó là cái master ấn tượng nhất. Thì khi mà mình coi xong cái căn nhà đó thì mình có đứng nói chuyện cả 15-20 phút với cái người realtor. Thì đứng nói chuyện qua thì mình cũng, hai anh em nói chuyện qua nói chuyện lại thì cũng mình cũng phân tích về cái vấn đề là tại sao là người ta phí phạm vậy, người ta làm cái master một cách rộng rãi và bự như vậy, tại sao một cái phòng, một master đó có thể là chia ra thành hai cái phòng thì cái nhà nó có giá trị hơn. Nhưng cái đó nó không phải, cô chú bác, cái giá trị của căn nhà này á, là nhờ cái master đó.
Thì giống như mình nói, nếu mà một cái người mà cơm gạo đi, người ta lúc nào cũng nghĩ về cái vấn đề mà coi như đầu tư hết đi, thì cái nhà đó người ta không cần phải phải chia ra thành hai phòng. Cái nhà đó người ta làm thành một cái chu nhờ ADU, là trong đó có một một phòng tắm, toilet, rồi có cái sinh, rồi phòng ngủ, rồi cái bếp nhỏ nhỏ nữa. Đó thì người ta có thể trên cái đó thành một cái chu nhờ ADU, người ta cho mướn gần 2.000 đô của chú bác nhé. Đó, chứ không cần phải làm 5 phòng. Nhưng Fountain Valley này thì mình thấy cũng có một số người, người ta cũng trơn thành ADU, hoặc là người ta cũng cho xe, nhưng đều không có nhiều lắm. Nó không phải giống như Westminster, nó không phải giống như Garden Road, Anaheim hoặc Santa Ana đâu cô chú bác. Khi mà người Việt mình á, mà khi mà đã đi ra ngoài một cái khu Fountain Valley một chút xíu rồi á, thì người ta nghĩ về cái gì trước cô chú bác? Người ta nghĩ về cái trường học cho con cái. Tất nhiên là cái gia đình nó cũng ổn định rồi thì người ta mới nghĩ về trường học cho con cái. Chứ còn những cái người mà ví dụ như còn cơm áo gạo tiền thì người ta vẫn ở trong những cái khu mà ví dụ như mình nói Westminster cũng đắt tiền lắm ngay, nhưng là tùy theo khu. Santa Ana cũng có chỗ đắt tiền lắm, Garden Road cũng vậy, Anaheim cũng vậy, nhưng là tùy theo khu cô chú bác. Những điều người Việt mình thì theo mình nhận xét đó, là người ta thích ra ngoài Fountain Valley hơn, là vì mình là cái người đi quay nhà rất nhiều, và đồng thời mình cũng hỏi han về cái vấn đề mà mấy cô chú bác mà đi kiếm nhà Fountain Valley, mình cũng hay hỏi là lý do tại sao lại không ở trong kia mà dọn ra đây. Thực sự mà nói là người ta lúc đó là người ta đủ khả năng rồi, và người ta cũng dư dả chút xíu rồi, cho nên người ta muốn cho con cái học những cái trường mà tốt. Thì cái nhà này á, thì Fountain Valley, nhưng điều mình học ngay cái chỗ trường La Quinta được cô chú bác nhé. Đó thì với là gì, gần cái nhà đó cũng có một cái trường học cấp mấy thì mình cũng không biết, cấp 1 hay sao á. Đó thì khi mà mình đưa ra một cái ý tưởng mà giống như hai anh em nói chuyện với nhau với cái người đại diện bán căn nhà đó, thì ảnh cũng có suy nghĩ khác, nhưng điều khi mình đưa ra ý tưởng thì ảnh cũng rất hài lòng. Ảnh nói không ngờ là mình khi mà mình đi một vòng hoặc là mình ở trong căn nhà này, mình tìm hiểu xong rồi bắt đầu mình đưa ra nói chuyện với nhau, thì đưa ra những cái mà nó gọi cái ý tưởng của mình đó, thì ảnh cũng cảm thấy giống như là tại sao lại mình biết về cái vấn đề mà nhà cửa mà lại đưa ra những cái ý tưởng mà ảnh không nghĩ ra được. Nhưng cái ý tưởng của mình là một phần, nhưng điều mình rất là phục cái người mà design cho cái căn nhà này của chú bác. Căn nhà này là mình không biết là Mỹ bán hay Việt bán, nhưng điều cái người Việt mình mua lại và người ta remodel lại, và cái công ty remodel lại ấy, là rất uy tín, vì cái người này bán rất là nhiều nhà, mà căn nhà nào người ta bán người ta cũng bỏ tiền ra rất là nhiều chứ không phải ít, để mà làm cho một cái căn nhà nó vừa hoàn hảo hơn mà không có gian dối nhé. Làm cái gì nó ra cái đó. Đó là theo cái cách nhìn của mình, là mình nhận xét được như vậy. Chứ không phải là mà đây cũng phải là quảng cáo, mà đây là giống như mình nói là khi mà cô chú bác tới xem cái căn nhà này ấy, khi mình vô quay người ta cũng biết mình là một người YouTuber của chú bác nhé. Mình không biết người ta không biết mình. Cho nên mình hay nói là mình là một cái người có kinh nghiệm về nhà cửa mười mấy năm, cả gần 20 năm. Và mình rất mê về nhà, cho nên mình rất muốn đi chia sẻ những cái căn nhà mà người ta open house, là người ta xem những cái video của mình, có thể là người ta biết được có nhiều cái có nhiều người người ta nhìn không ra. Thay vì thực sự đâu ai cũng phải nhìn ra, ví dụ như giờ chỉ trong một cái căn nhà đó mình muốn làm sao cho căn nhà nó không có bị ngột ngạt, rồi mình phải đập bức tường nào xuống để mình dựng bức tường nào lên, cái đó cũng là một cái mà cái này là tùy theo cái kinh nghiệm. Và giống như là mình nói là mình cũng đi coi nhà rất nhiều của những cái thành phố này, cho nên nếu mà nói về Westminster, nói về Santa Ana, nói về Garden Road, nói về Fountain Valley, Anaheim thì mình ít đi, với Huntington Beach thì mình ít đi, thì chỉ cần nói những cái thành phố chính của người Việt ngay Bosa thôi, là khu nào mình đều biết cái căn nhà đó cái shape nó như thế nào, cái size nó như thế nào, square feet nó như thế nào của chú bác. Vì mình đi quá sức nhiều cho nên mình đủ am hiểu để mình chia sẻ và gửi đến cho cô chú bác và anh chị em. Thay vì một cái người mà đi chia sẻ nó khác, với một cái người đi quảng cáo để bán nhà nó khác cô chú bác. Một người đi quảng cáo bán nhà là giống như khi mà người ta, khi mà mình đưa ra những cái chia sẻ vậy á, là mình muốn cô chú bác nhìn căn nhà đó và được hỏi mình, và để mà mua căn nhà đó, và mình muốn bán được căn nhà đó. Đó là những người mà người ta về đại diện về bán nhà, còn mình đây là một cái người đi chia sẻ thôi. Cho nên một thời gian mà mình đi làm những cái video mà nói về chia sẻ nhà, thì mình gặp rất là nhiều cô chú bác. Khi mà gặp mình ngoài đường thì cô chú bác nói tại sao mình không đi làm đi ốc, hoặc là tại sao mình không có buôn bán nhà. Thực sự mà nói là mình
hiện tại giờ là mình đa số 70-80% là nghỉ hưu rồi, cho nên mình muốn đi chia sẻ những cái gì mà mình hiểu biết để mình gửi đến cho tất cả cô chú bác và anh chị em, những người người ta cũng không có rành về vấn đề này. Thì cho nên một khi mình gặp những cô chú bác và anh chị em là gặp mình và nói về nhà, coi như cảm ơn mình và rất thích mình chia sẻ về nhà, thì cái đó cũng là một cái làm cho mình rất vui để mình đi làm được những cái công việc mà mình thích thú khi mà mình đã giảm công việc lại rồi cô chú bác. Thì cho nên miễn sao mà cô chú bác vẫn tiếp tục ủng hộ cái kênh của mình là mình sẽ có cái động lực và mình tiếp tục sẽ đi tìm nhà, giống như ngày hôm nay là ngày thứ năm thôi, nhưng điều mình phải tìm thứ năm không phải là không có nhiều nhà bỏ ra để open house, có, nhưng điều mình đi tìm những cái căn nhà mà nó hợp lý, những căn nhà mà mình tới mình nhìn thấy đẹp thì mình phải làm video cho nó dài hơn chút xíu, lâu hơn xíu để mình giải thích cho cô chú bác. Có nhiều người mua căn nhà tới đây coi căn nhà này mà không biết là có nên mua hay không, và căn nhà này người ta làm vậy có đẹp hay không, như thế này thế kia. Thì cái câu chốt cuối cùng của mình á, là mình thấy căn nhà này á, nếu mà mua được 1,5 triệu đó là một cái điều rất là tốt. Còn đặt trường hợp mà hơn nữa chút xíu thì cũng được cô chú bác. Là vì mình nói là cái căn nhà là hoàn hảo 100% rồi. Hoàn hảo 100%, cái nhà rent mà 2000 square feet là lớn cô chú bác. Và cái hàng xóm mình đã đi xung quanh đấy hết trơn rồi, mình thấy tuyệt vời. Trường học là quên tàu cũng tuyệt vời luôn. Và sát khu Việt Nam, sát Fountain Valley, rồi sát Westminster, mà Westminster khu tốt nha, rồi sát Mount Square Park. Cho nên mình nói là everything đều good. Cho nên khi mà cô chú bác đến xem cái căn nhà này, cô chú bác yên tâm. Và đồng thời nếu mình cảm thấy thích, không về không sửa gì hết cô chú bác nha, về chỉ có dọn vô thôi. À thêm, còn thêm một cái nữa, thì những cái furniture trong nhà đó, là cái căn nhà này không còn, không có ai ở nha, người ta remodel lại rồi, người ta sắp xếp những cái đồ đạc, bàn ghế tủ ở giường rồi người ta để bán thôi cho nó đẹp cái căn nhà. Thì cô chú bác có thể thương lượng với cái người mà bán căn nhà này, thì người ta có thể để đồ lại hết cho mình luôn, mình có thể không sắm gì hết, là có sao để vậy vậy đó. Cũng là có cái hay cô chú bác. Nếu mà mình thích thì mình phải hỏi việc vấn đề ngay, chứ người ta không cần phải lấy những cái đồ này về đâu. Giờ thôi, cái video này cũng hơi dài chút xíu, tại vì mình thấy căn nhà này có ý nghĩa và có rất là đẹp, cho nên mình muốn chia sẻ lâu lâu chứ cho cô chú bác hiểu thêm. Tại vì có nhiều cái video mình làm nhanh quá, có 10 mấy phút, gần 20 phút rồi, có nhiều cô chú bác nói chứ sao chú nói không có hết được cái ý nghĩa của căn nhà này, cho nên thôi trả thêm 2-3 phút nữa mà nó đầy đủ hơn để cho cô chú bác hiểu rõ hơn và yên tâm mà đến coi căn nhà để mua. Thì cho nên cô chú bác sau khi coi video này thì cô chú bác đến đây những cái ngày cuối tuần đi, là người ta cũng open house để cho mình coi, nên đến đây để xem căn nhà này. Mà trước khi mình dừng video, mình cũng nhắc lại, mình không có quảng cáo cho ai hết nha nha. Đó, cái này là mình chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em, những người đang kiếm nhà Fountain Valley để mua. Để thôi, mình cảm ơn cô chú bác và anh chị em rất nhiều trong 3 năm vừa rồi, nhất là mới một năm, gần cái năm thứ 3 là mình có rất rất là nhiều cô chú bác tại Bosa xem video của mình và ủng hộ mình và khuyến khích mình và động viên mình và comment cho mình những cái lời hay ý đẹp. Cho nên mình cảm ơn rất nhiều. Mong cô chú bác và anh chị em tiếp tục ủng hộ kênh của mình để mà mình làm tốt hơn và để mình ra được nhiều video. Mình ra hàng ngày là vì mình mến cô chú bác và cô chú bác ngược lại cũng mến mình, thì cho mình lên, mình không muốn cô chú bác là đôi lúc cái video của mình á, ngày này không ra cái bắt đầu có người comment hỏi liền, tại sao chú Hoàng ơi, tôi chờ Hoàng không thấy video ra. Cái đó làm cho mình rất là cảm động cô chú bác. Cho nên một lần nữa mình cảm ơn cô chú bác và anh chị em rất 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 là nhiều luôn. Tiếp tục ủng hộ kênh của mình. Nếu mà ai chưa bấm subscribe và ai chưa bấm đăng ký và thì cho mình cái đăng ký để mình tiếp tục làm tốt hơn nữa. Chúc cô chú bác một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc, và vợ mình cũng say bye luôn nha. Bye bye cô chú bác. Đây là cái căn nhà đang rao bán tại Fountain Valley cô chú bác. Đây là cái địa chỉ và đây là cái giá tiền của căn nhà. Và đây là cái căn nhà. Và đây là cái thông tin của căn nhà cô chú bác, 4 ngủ 2 tắm. Cái nhà này rộng là 2034 square feet nha. Đất 5998 square feet, 2 xe garage. Xây năm 1972 cô chú bác. Và đây là cái người đại diện bán căn nhà này. Nếu mà cô chú bác muốn tìm hiểu về căn nhà này thì cứ liên lạc với người này. Người này sẽ chia sẻ về căn nhà này cho cô chú bác và anh chị em nha.